Một chiếc xe cũ 50 năm trước, sau khi được cải tạo nó sẽ trông thế nào? Đây là một chiếc xe cũ bị bỏ quên trong gần nửa thế kỷ. Ford Torino Roadster cổ điển, được trang bị động cơ V8. Bất cứ chỗ nào bạn có thể nhìn thấy bây giờ, về cơ bản nó đều đã bị rỉ. Toàn bộ bên trong là tình trạng mục nát, tay lái cũng vô cùng thô, trên kính chắn gió còn có dấu vết bị trúng đạn. Nếu không biết còn nghĩ rằng chiếc xe này đã trải qua thế chiến thứ hai. Chủ xe Brian là một tay đua huyền thoại, sau đó bị tai nạn và bị liệt cả hai chân. Nửa đời sau phải dựa vào xe lăn mà sống. Chiếc xe này đã trở thành niềm tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời anh. Bị bỏ lại trong rừng nhiều năm như vậy, nó gần như trở thành đống phế liệu, mãi không thể tìm thấy ai phù để tiến hành sửa chữa nó. Sau khi nghe tin anh em nhà Steve đã đến và chấp nhận thử thách, cả hai dự định sẽ cải tạo cho Brian một chỗ có thể dành cho người bị liệt ngồi lái được. Không phải vì bất cứ điều gì khác, chỉ là nghe nói nó có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đây là khi chiếc xe đua vừa được kéo về khu sửa chữa. Trông nó bây giờ không khác gì đống phế thải cả. Sau nhiều năm nhìn thấy chiếc xe, Brian vừa nói vừa khóc, nghĩ đến phần dưới của mình bị liệt, di chuyển khó khăn. Steve quyết định bắt đầu từ cửa xe kế lái và cải tạo lại ba phương diện điều khiển. Cửa xe nhất phải được tự động, ghế ngồi tốt nhất có thể xoay, nâng lên hạ xuống, đảm bảo Brian không gặp bất cứ rào cản nào. Về phương diện điều khiển xe, để thiết kế cho người khuyết tật, giải pháp tốt nhất là thay đổi chân ga và phanh, thêm một bộ điều khiển thủ công đặc biệt. Tất nhiên, tất cả đều nằm trong phạm vi của luật pháp địa phương. Quá trình tháo gỡ cũng rất phức tạp, Steve trực tiếp dùng chân đạp, dỡ cửa xe lại dễ dàng như xách túi xách. Sau một hồi bận rộn, chiếc xe đã trở thành một đống rác vương vãi. Trong tay của Steve, đó là một dây xích cửa điện được lấy từ một chiếc Lamborghini. Đặt lên và thử một lúc, cảm thấy mình như một thiên tài. Trước khi gia công kim loại ô tô, cần phải phun cát để loại bỏ rỉ sét rước, còn sử dụng điện áp thấp để bảo vệ tính toàn vẹn của tấm kim loại, đặc biệt là phần nóc xe. Tiếp đến cần phải suy nghĩ, sơn cho chiếc xe màu gì, thay đổi làn da mới nào. Steve lấy một cục màu xanh lá, trao đổi với đồng nghiệp về ý tưởng của mình. Anh muốn thiết kế cho chiếc xe hơi hoang dã cao cấp một chút. Nguồn cảm hứng đến từ con chó nằm dưới đất, bộ lông chuyển màu. Ý tưởng của Brian là tạo ra một loại sơn có thể đổi màu, tương tự như cái dùng để in tiền. Những cái kinh điển như vậy thì sẽ không lỗi thời. Đây là bước cuối của công việc cải tạo. Cài đặt điều khiển tay đòn bẩy, vì một số lý do nên quá trình không tiện nói. Steve đã cài đặt và dùng thử, cảm thấy không tệ, ghế xoay có thể nâng lên hạ xuống. Cái này cũng không có gì hay để nói, hầu như ở đâu cũng có. Thiết kế cửa bướm này thật sự bắt mắt. Hơn một tháng sau, cuối cùng đã đến thời gian thử hàng, khi một chiếc xe cổ 50 năm trước đã thay đổi một diện mạo mới xuất hiện trước mặt mình. Cảm xúc của Brian không cần nói cũng biết. Steve còn làm trò trước mặt anh. Đây là hình ảnh so sánh trước và sau khi sửa chữa. Nếu nói cửa khóa điện, hệ thống lái gậy điều khiển từ xa, sơn đổi màu, đó là tất cả những gì được mong đợi. Động cơ V8 mới này, nó giống như một bất ngờ vậy, giống như một đứa trẻ mới sinh vậy. Steve giới thiệu từng thứ nhất với anh ấy, nói rằng tất cả vì chiếc cửa khóa điện tử này, toàn bộ đã phải được thiết kế lại. Ghế ngồi có thể di chuyển xoay, nâng lên hạ xuống. Hệ thống vận hành bằng cần tay, giống như chơi game vậy. Brian bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đó là nhanh chóng được lái xe, nóng lòng như một đứa trẻ con. Sau hơn 50 năm, một lần nữa được chạm vào vô lăng quen thuộc, Brian cảm thấy cuộc đời này không còn gì nuối tiếc nữa. Anh còn nói đùa, nếu được, cả đời này muốn sống ở trên chiếc xe. Các bạn đoán xem Brian đã tiêu tốn bao nhiêu tiền? Bình luận cho mình biết nhé! Đón Tết Hổ Vàng ngập tràn ưu đãi, ốp lưng iPhone chỉ từ 9K, giảm đến 50% cho tất cả các sản phẩm. Nhận ngay 15K khi follow shop với hàng ngàn voucher vô cùng ưu đãi. Cứ mua đi, ngại chi về giá.